Các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bánh mì thanh long đỏ. Và để làm món bánh mì thanh long đỏ này thì chúng ta cần có các nguyên liệu như sau. Đầu tiên đây là 300g bột mì. Mình sử dụng bột mì số 11 đó các bạn. Đây là 200g thanh long đỏ mình đã cắt thành những cái khối vuông. Đây là 40ml sữa đặc, 10g bơ lạc, 5g men, này mình sử dụng men khô nha các bạn, 5g muối. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm bánh mì. Mình đã chuẩn bị một cái thau như thế này. Giờ mình sẽ bỏ tất cả các nguyên liệu vào nha các bạn. Đầu tiên đây là bột mì. Là thanh long. Tiếp theo là sữa đặc. Mình đã thay sữa đặc bằng thay nước bằng sữa đặc này đó các bạn. Theo công thức thì là sữa là nước. Tiếp theo là men. Men thì mình phải để một bên nha. Không có được để gần cái muối. Muối thì mình sẽ cũng để vô luôn nhưng mà để bên đây. Sẽ dùng cái muỗng mình trộn đều lên trước, sau đó mình mới bắt đầu nhồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang nhào bằng tay nha các bạn. Mình nhào cho đến khi cái bột này nó kết dính thành một khối. Rồi nó từ từ nó đã kết dính nhưng mà nó vẫn còn hơi bị dính tay nè các bạn. Rồi mình sẽ cho ra một cái mâm bự gì nè. Mình bỏ vào đây 10g bơ và tiếp tục nhào cái phần bột này với phần bơ cho nó tan đều ra nha các bạn. Phải là mình đã thêm 20g bột mì vào nữa đó các bạn. Tổng cộng là 320g bột mì nha các bạn. Do lần đầu tiên mình làm nên mình không biết là nếu mà mình thay đổi công thức, mình thay nước bằng sữa đặc và mình cho thêm bơ vào thì nó sẽ cần bao nhiêu bột mì á. Bởi vì mình có một chút thay đổi phần bột mì là 320g nha các bạn. Khi mà cái phần bột của mình á, nó có mình kéo căng ra như vậy mà nó không có bị gách á, là bột đã đạt rồi nha các bạn. Và mình bỏ vào trong cái thau bọc thực phẩm lại và mình sẽ ủ cái phần bột này cho nó nở ra gấp đôi khoảng 1,5 giờ nha các bạn. Và đây là phần bột của mình nó đã nở gấp đôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần bột này ra và mình nhào sơ lại thêm một lần nữa nha các bạn. Nhào vài cái lại cho nó tăng cái độ dẻo, độ dai đó các bạn. Và sau đó mình sẽ đem cân cái cục này để biết được bao nhiêu gram nha. Và mình đã cân làm cái cục bột của mình là 540g. Mình muốn làm được 10 cái bánh thì mình chia mỗi phần là 54g nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tạo hình cho bánh nha. Đầu tiên thì mình sẽ áo một ít bột vào trong cái phần tay của mình. Và mình lấy cục bột này mình để ở dưới dưới nến. Đây là bề mặt của mình thường làm á. Mình để dưới nến lên để cho nó đảm bảo vệ sinh hơn. Mình lấy cái cây cán bột mình cán cho nó mỏng ra. Thank you.
Và bột của mình như vậy là đã ok rồi. Và bây giờ mình sẽ cuộn lại nha các bạn. Mình phải cuộn cho nó chặt chặt chút xíu thì cái phần bánh của mình nó sẽ ngon. Và mình túm hai cái đầu lại. Và mấy cái phần nếp á, mình cũng phải làm sao cho nó dính với nhau lại chứ, để không có bị hở ra đó các bạn. Rồi như vậy là đã xong rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ để lên trên cái phần khay nướng có lót giấy nến nha. Rồi đây là những cái ổ bánh mì mình đã nặng hình xong rồi. Bây giờ mình sẽ ủ tiếp cái bột bánh mì. Cái bánh mì này là trong 30 phút để cho nó nở ra gấp đôi. Và mình sẽ tiến hành nêm đi nướng nha các bạn. Trong thời gian đó thì mình sẽ bật lò nướng trước 10 phút ở nhiệt độ 230 độ C. Sau khi cái bánh mì của mình đã nở ra gấp đôi, mình sẽ dùng cái lưỡi lam mới mình gạch những cái đường ở trên cái phần bánh mì để tạo thêm cái vẻ ngoài bắt mắt hơn cho cái ổ bánh mì của mình đó các bạn. Trước khi nướng thì mình sẽ xịt nước lên trên cái phần bánh mì này nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho bánh mì vào trong lò nướng thôi. Lần 1 này mình sẽ nướng ở nhiệt độ 230 độ C trong 5 phút. Rồi mình sẽ lấy cái bình xịt và mình xịt nước lên trên cái phần bánh để giúp cho bánh không bị khô đó các bạn. Sau khi xịt xong á, mình sẽ nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 5 phút. Sau khi nướng xong lần 2 thì mình cũng sẽ xịt nước lên bánh mì thêm một lần nữa. Và mình sẽ tiếp tục nướng lần 3 ở nhiệt độ 170 độ C trong vòng 20 phút. Và mình sẽ có được những cái mẻ bánh như thế này đây. Nhìn rất là ngon luôn đó nha các bạn. Và bánh mì của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn ơi. Wow! Rồi các bạn ơi, như vậy là món bánh mì thanh long đỏ của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Cái này nó rất là còn nóng lắm luôn nè. Mình làm cái size là mini size thôi. Nhìn rất là dễ thương luôn á. Wow, màu sắc của nó cũng rất là đẹp nữa. Nó còn nóng quá trời luôn nè các bạn. Nếu mà ở nhà các bạn ở xung quanh chợ á, có bán thanh long á, thì mình có thể mua về để làm món bánh mì thanh long này cũng rất là ngon đó các bạn. Mình vừa giúp được những người dân bán thanh long cũng như là có được một cái món ăn bánh mì cũng rất là ngon luôn á. Nếu mà các bạn có những cái lò bự hơn á, thì có thể làm cái size bự hơn hoặc là tùy thôi.
Mình thích mấy cái bánh nhỏ nhỏ như này các bạn, mình rất là dễ thương. Bên đây nó hơi bị cháy à, nhưng chứ không sao đâu. Hấp dẫn các bạn ơi. Nhìn giống cái ổ bánh mì bự ha, thơm lắm luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha, còn nóng quá trời luôn. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Mời các bạn ăn. Thơm quá. Cái vị của nó cũng bột bột giống như là bánh mì hả? Bánh mì của mình vậy đó, bánh mì kia á. Và nó có một chút xíu mùi ngọt ngọt nhẹ nhớ các bạn. Ngon quá. Ở trong thì rất là xốp và ngon quá các bạn. Mình sẽ lấy em nói cho các bạn xem. Rất là hấp dẫn luôn á. Rồi các bạn ơi, như vậy là món bánh mì thanh long đỏ của mình đã hoàn thành. Với công thức của mình á, thì mình thấy là ăn cũng ok lắm á các bạn. Nếu mà các bạn có góp ý gì thì hãy để bình luận bên dưới. Nếu mà các bạn muốn xem thêm nhiều video mới về món ăn của kênh mình á, thì đừng quên nhấn nút đăng ký và kèm theo cái chuông để nhận được thông báo khi mà mình đăng video món ăn mới lên nha các bạn. Rồi mọi người ơi, hãy thử làm thử món ăn này nha các bạn, nha mọi người, để có thể vừa giúp đỡ người dân, nông dân trồng thanh long và mình vừa có được một cái món ăn rất là ngon luôn á. Mình tham khảo công thức này của cái chú đầu bếp được mệnh danh là vua bánh mì đó các bạn. Nhưng mà mình không sử dụng nước, mình thay sữa đặc bằng nước và mình có thêm bơ vô nữa để thêm hương vị tăng thêm á các bạn. Mình nghĩ là tùy theo mỗi người thôi, muốn thêm thắt hay là sáng tạo ra thêm những cái hương vị khác nhau thì mọi người thử, hãy cứ thử và làm thử, biết đâu nó lại rất là ngon thì sao. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video nha. Tạm biệt. Mình đã làm thành công, chúc các bạn cũng sẽ làm thành công và ăn ngon miệng nha. Bye bye.